Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tao Tin Việt. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và biểu tượng chuông bên cạnh để nhận thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Ronaldo lập công, Juventus giành 3 điểm trước Spain. Cristiano Ronaldo đóng góp một pha lập công và đã mang về chiến thắng tiếp theo cho Juventus trước Spain. Đối đầu với Spain, Juventus tung ra sân đội hình rất mạnh với Ramsey, Ronaldo và Dybala trên hàng công. Chơi với thế trận vượt trội nhưng các cầu thủ Juventus lại tỏ ra bế tắc trong khâu dứt điểm, đặc biệt là Ronaldo, anh đã có một vài cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công. Sau khi hiệp 1 bước vào phút cuối cùng, bất ngờ đã đến khi Pjanic thực hiện cú dứt điểm rất đẹp mắt không cho thủ môn Spain một cơ hội cản phá. Đây cũng là tình huống cuối cùng trước khi 45 phút thi đấu đầu tiên khép lại. Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, Juventus tiếp tục chơi áp đảo với những tình huống triển khai tấn công liên tiếp. Phút thứ 50, Dybala đã có cơ hội dứt điểm, thế nhưng anh lại tung cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Spain. Trong phút thi đấu tiếp theo, Ronaldo có khá nhiều cơ hội dứt điểm, sau nhiều tình huống bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng cũng đến với CR7 ở phút thứ 78. Từ đường chuyền của đồng đội, Ronaldo bật cao đánh đầu chuẩn xác, đưa Juventus vươn lên dẫn trước 2-0. Trong những phút thi đấu còn lại, thế trận diễn ra không có nhiều thay đổi. Spain họ rất nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành. Kết thúc trận đấu, Juventus giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Sampdoria thua 1-3 trước Inter, Sanchez ghi bàn rồi nhận thẻ đỏ. Inter duy trì mạch toàn thắng. Huấn luyện viên Antonio Conte đã khiến tất cả phải bất ngờ khi các tiền đạo đang có phong độ ghi bàn cao là Romelu Lukaku trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, ông tua Alexis Sanchez vào sân ngay từ đầu để đá cặp cùng với Lautaro Martinez. Dù phải làm khách nhưng Inter nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận ngay từ những phút đầu tiên. Các cơ hội ăn bàn liên tục được tạo ra nhưng các chân sút bên phía của đội khách vẫn chưa đủ độ sắc bén cần thiết. Phải mãi tới phút thứ 20, Inter mới có được bàn mở tỷ số do công của Stefano Sensi. Từ cú sút ngoài vòng cấm của tiền vệ này, bóng khẽ chạm vào người của Sanchez khiến thủ môn Andrero không kịp cản phá. Bàn thắng được tính cho Sensi. Chỉ khoảng 2 phút sau, vẫn là Sensi tung ra một cú sút xa khác, bóng đi chìm và lần này Sanchez đã thật sự ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha băng vào đá nối thành công. Trọng tài đã công nhận bàn thắng sau khi tham khảo của người VAR. Sau khi bị dẫn hai bàn một cách chóng vánh, Sampdoria đã vùng lên mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn gỡ. Về phía Inter, họ chủ động chơi chắc chắn và bình tĩnh đối phó những đợt tấn công của đội chủ nhà và tung ra những pha phản công nguy hiểm. Càng về cuối hiệp 1, tốc độ trận đấu càng được đẩy lên cao kéo theo sự quyết liệt của các cầu thủ. Tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi và hai đội ra nghỉ với kết quả 2-0 tạm nghiêng về phía Inter. Những tưởng lợi thế hai bàn sẽ giúp Inter dễ đá trong hiệp 2 thì người hùng Sanchez lại khiến đội bóng rơi vào khó khăn khi phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp chỉ trong vòng có 3 phút. Được thi đấu hơn người, Sampdoria càng ra sức ép sân và cuối cùng họ cũng gõ được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Jakub Janko. Tuy nhiên chỉ 6 phút sau, Inter đã lấy lại lợi thế dẫn hai bàn. Brozovic thực hiện đường chuyền đẹp vào vòng cấm địa cho Guarnieri và dù mất tới 2 nhịp dứt điểm, tiền vệ này vẫn ấn định tỷ số 3-1 cho Inter. Chung cuộc, Inter giành chiến thắng 3-1 để lấy lại ngôi đầu bị đại kình địch Juventus tạm giữ và kéo dài mạch toàn thắng lên con số 6. Hazard gây thất vọng ở Derby Madrid, Real Atletico cầm chân nhau với tỷ số hòa không đều ở vòng 7 La Liga diễn ra trên sân Wanda Metropolitano sáng ngày 29 tháng 9. Cơ hội sớm đến với Joao Felix ở phút thứ 8 nhưng cú sút của sao trẻ của Bồ Đào Nha lại đưa bóng đi chệch khung thành Real. Sau cơ hội bị bỏ lỡ, Atletico Madrid lùi về phần sân nhà trước phòng ngự. Đội hình Atletico Madrid bị mỏi khoảng trống ở trung lộ, Real buộc phải dồn bóng ra hai cánh, sử dụng những quả tạt làm vũ khí tấn công. Hazard, Bale liên tục nhồi bóng vào vùng cấm nhưng một mình Benzema là không đủ để tạo ra sự khác biệt trước rừng cầu thủ áo sọc trắng đỏ. Những phút cuối hiệp, cổ động viên được chứng kiến màn đấu súng khi cầu thủ đôi bên liên tục thực hiện những cú sút xa. Hai thủ môn All Black Courtois duy trì sự tập trung để giúp mảnh lưới của đội nhà không phải rung lên khi trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1. Thế trận chặt chẽ vẫn được duy trì trong hiệp 2. Trong hoàn cảnh khu vực giữa sân quá chật chội, bóng bổng, sút xa vẫn là phương án được hai câu lạc bộ lựa chọn. Liên tục là những tình huống nhồi bóng từ hai biên nhưng không hiệu quả. Cơ hội ngon ăn vài lần đến với thầy trò Zidane nhưng Bale, Benzema lại không thể tận dụng. Tân binh đắt giá Hazard có ngày thi đấu không thành công. Anh bị thay ra ở phút thứ 77 để nhường chỗ cho James Rodriguez. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng trong suốt 90 phút nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Với một điểm có được, Real vươn lên dẫn đầu ở xếp hạng La Liga với 15 điểm hơn Granada và Atletico Madrid 1 điểm. Thủ môn Ter Stegen kiến tạo bàn thắng đưa Barca lên nhì bảng. Gặp không ít những khó khăn trước Getafe nhưng Barca vẫn biết cách có 3 điểm nhờ tài năng của thủ thành Ter Stegen và Luis Suarez trong trận đấu lúc 21 giờ ngày 28 tháng 9. Trước khi bước vào cuộc đấu với Getafe, Barca chỉ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng La Liga. Bởi vậy cuộc đấu này được xem là thời cơ để nhà đương kim vô địch rút ngắn khoảng cách với Real Madrid trong bối cảnh trận Derby Madrid sẽ diễn ra sau đó vài giờ. Do vậy thì Getafe mới là đội chơi lần lướt trong những phút đầu trận đấu. Đội chủ nhà đã pressing rát từ phần sân nhà và gây rất nhiều khó khăn lên hàng phòng ngự cũng như hàng công của Barca.
có không ít tình huống cầu thủ Barca lóng ngóng chuyền bóng, báo hại Ter Stegen thì chủ tài bay lượn trong khung gỗ. Trên hàng công, Antoine Griezmann và Luis Suarez không tạo ra quá nhiều sức ép lên khung thành Getafe. Carles Perez kém tiếng, vốn mới là cầu thủ chơi nổi bật. Phút thứ 41, Barca mở điểm theo kịch bản không hề ai ngờ tới. Thủ thành Ter Stegen lao lên cản bóng từ đường chuyền dài của cầu thủ Getafe. Và ngay từ giữa sân, thủ thành người Đức tung đường chuyền vượt tuyến bằng chân trái để Luis Suarez băng xuống mở tỷ số cho Barca. Dàn bàn thua choáng váng rồi lên tìm kiếm bàn gỡ. Do vậy thì ngay đầu hiệp 2, Barca bồi tiếp một bàn thắng từ kịch bản hiếm thấy. Carles Perez sút xa buộc thủ thành Getafe oi bóng. Hậu vệ trái Junior Firpo như từ dưới đất chui lên lao vào dứt điểm cận thành. Nhận hai bàn thua, Getafe tỏ ra mất tinh thần và khiến Barca điều khiển trận đấu trong những phút còn lại. Phút thứ 80, kịch tính được đẩy lên đôi chút khi Clement Lenglet dính thẻ vàng thứ hai vào dưới sân. Do vậy thì những chuyên gia cầm bóng của Barca không cho Getafe làm được những gì trong những phút còn lại. Thắng trận 2-0, Barca tạm vươn lên đứng thứ nhì bảng với 13 điểm sau 7 trận. Vòng tới Barca sẽ gặp Sevilla trên sân nhà Camp Nou vào lúc 2 giờ ngày 7 tháng 10. Hạ Everton, Man City tiếp tục nuôi mộng chiến top 1. Man City hạ gục Everton một cách thuyết phục để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Liverpool. Sau vòng 7 ngoại hạng Anh, Man City đã trải qua một trận đấu khó khăn hơn mức tưởng tượng khi đối thủ Everton tỏ ra lì lợm. Dù có được bàn dẫn trước do công của Jesus, nhưng Man City chỉ giữ được lợi thế này trong vỏn vẹn 9 phút trước khi Coleman và Calvert-Lewin phối hợp đầy nỗ lực mang về bàn gỡ hòa cho Everton. Trong ngày Bruno Silva và tiền đạo Aguero đều ngồi dự bị, Man City tỏ ra khá bế tắc dù De Bruyne vẫn chơi hay như thường lệ. Ngoài De Bruyne, Mahrez cũng là cái tên khiến hàng thủ Everton vất vả. Chính tiền đạo người Algeria là tác giả mang về bàn thắng quý giá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City. Đây là một bàn thắng mang tính bước ngoặt bởi Everton gần như đã sụp đổ sau đó. Bàn thắng thứ 3 của Sterling đã chính thức đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng có điểm của The Toffee. Hạ Everton, Man City vững vàng ở vị trí thứ 2, kiên trì bám đuổi Liverpool, khoảng cách giữa hai đội hiện tại vẫn là 5 điểm. Tấn công thất vọng, Liverpool vẫn vượt khó thành công. Không thi đấu hay hơn đối thủ Sheffield nhưng may mắn vẫn ở bên Liverpool để giúp đội bóng này tiếp tục nối dài chuỗi trận toàn thắng ở giải Ngoại hạng Anh. Làm khách trên sân của Sheffield United, Liverpool với phong độ cao và đẳng cấp vượt trội sớm tạo ra thế trận dồn ép. Bên kia chuyển tiến, trước đối thủ đang toàn thắng, tân binh Sheffield United tỏ ra cực kỳ tự tin và chủ động chọn lối chơi phòng ngự. Với hàng thủ được tổ chức kỷ luật, đội chủ nhà thi đấu đầy chắc chắn và tạo ra rất nhiều khó khăn cho bộ ba tấn công Mane, Salah, Firmino của đối thủ. Không có quá nhiều tình huống đáng chú ý tạo ra trong 45 phút thi đấu đầu tiên, nhưng đến khi nó xuất hiện ở cuối hiệp 1, Mane lại bỏ lỡ một cách cực kỳ đáng tiếc khi dứt điểm trúng vào dọc. Hiệp đầu khép lại mà không bên nào có được bàn thắng. Bước sang hiệp 2, đối khách Liverpool nhanh chóng giành quyền kiểm soát. Tốc độ trận đấu được thầy trò Jurgen Klopp lập tức đẩy lên cao. Tuy nhiên những cơ hội ăn bàn vẫn không đến với The Kop. Không những bế tắc trên hàng công, khung thành của Liverpool vẫn luôn bị đặt vào tình trạng báo động khi Sheffield tỏ ra tương đối sắc bén ở những tình huống phản công. Ít nhất hai cơ hội đáng chú ý được chủ nhà tạo ra trước phút thứ 70, nhưng họ chưa thể tận dụng thành công. Thi đấu xuất sắc trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng rồi chỉ vài giây sơ sẩy đã khiến đội chủ nhà phải trả giá. Phút thứ 70, Wijnaldum tung ra cú đá không mấy nguy hiểm nhưng sai lầm của thủ môn Henderson đã biếu không cho Liverpool bàn thắng mở tỷ số. Những phút cuối cùng, thế trận trở nên rất cởi mở khi cả Liverpool và Sheffield đều dồn lên tìm kiếm bàn thắng. Những cơ hội đã đến với tất cả hai bên nhưng đáng tiếc không có thêm bàn thắng nào được ghi. Với kết quả này, Liverpool nối dài số trận toàn thắng lên con số 7, qua đó tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu Ngoại hạng Anh. Jorginho tỏa sáng, Chelsea kiếm trọn 3 điểm trên sân nhà. Chelsea của Raheem Sterling cuối cùng cũng có trận thắng và giữ sạch lưới đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay. Đón tiếp Brighton trên sân nhà, Chelsea không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Bên kia chuyển tiến, đội khách cũng tỏ ra không hề ngại, khiến nhiệt độ trận đấu trở nên chóng mặt. Với tư cách chủ nhà và cũng là đội được đánh giá cao hơn, Chelsea thi đấu hoàn toàn trên cơ so với đối thủ. Họ liên tiếp tạo ra những cơ hội ngon nàn và khiến khung thành Brighton luôn bị đặt trong trạng thái báo động. Abraham, Barkley rồi Alonso liên tiếp được đặt vào những cơ hội ngon ăn, nhưng tất cả đều bỏ lỡ khiến Chelsea kết thúc hiệp 1 mà không ghi được bàn thắng nào. Sau giờ nghỉ, The Blues tiếp tục đẩy cao đội hình lên tấn công và rồi cuối cùng thì niềm vui cũng đến với họ. Phút thứ 49, Mason Mount bị đẩy ngã trong vòng cấm Brighton và trên chấm đá 11m, Jorginho dễ dàng đánh bại Mathurian mở tỷ số cho trận đấu. Bàn thắng của Jorginho khiến những phút sau của hiệp 2 trở nên vô cùng hấp dẫn. Brighton không còn cách nào khác phải dồn lên và đó cũng là cơ hội để Chelsea tung ra đòn hồi mã thương. Và tình huống ở phút thứ 75 là một điển hình. Trong một ngày thi đấu năng nổ, Willian cuối cùng cũng ghi được tên mình lên bảng tỷ số với cú sút chéo góc quyết đoán nhân đôi cách biệt cho chủ nhà Chelsea. Những phút cuối cùng, cả hai đội tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý, tuy nhiên không bên nào tận dụng thành công. Chelsea giành chiến thắng chung cuộc 2-0 và kết quả này đã giúp họ leo lên nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 7.
Norris Maxellum ngớ ngẩn, Tottenham suýt phải trả giá đắt. Trong ngày thủ thành Norris Maxellum ngớ ngẩn, Tottenham suýt phải trả giá bằng điểm số trước Southampton. Ngay sau tiếng còi khai cuộc vang lên, các cầu thủ Tottenham đã làm chủ thế trận và triển khai các đợt tấn công. Son Heung-min và Harry Kane, bộ đôi cầu thủ của Tottenham thi đấu nổi bật trên hàng tấn công của Spurs. Phút thứ 12, tình huống phối hợp đầu tiên giữa Son và Kane đã không thể thành bàn thắng. Chỉ 7 phút sau pha bỏ lỡ nêu trên, Kane tiếp tục có cơ hội dứt điểm thuận lợi trước khung thành Southampton, nhưng đáng tiếc, tuyển thủ Anh lại bị trượt chân không thể tung ra cú dứt điểm cuối cùng. Trong khi người hâm mộ đang chờ đợi hàng công của Tottenham bùng nổ, thì Endombele, tiền vệ này dứt điểm đẳng cấp, hạ gục thủ môn đối phương sau đường kiến tạo của Son Heung-min, qua đó đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 1-0. Có được bàn thắng dẫn trước, nhưng phút thứ 32, Tottenham phải chịu tổn thất cực lớn khi Aurier nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Đang trong thế thiếu người, phút thứ 39, thủ thành Norris còn mắc sai lầm ngớ ngẩn để Ings cướp bóng quân mình tỷ số 1-1 cho Southampton. Mặc dù vậy, trước khi hiệp 1 khép lại, Eriksen chuyển bóng thuận lợi cho Kane, dứt điểm đưa Spurs vươn lên dẫn 2-1. Trong hiệp thi đấu thứ hai, Southampton đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, trước Tottenham vượt trội về đẳng cấp, thì họ gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, Spurs dù chơi thiếu người nhưng họ vẫn triển khai những đợt tấn công gây sức ép cho đối thủ. Sau nhiều nỗ lực, Tottenham đã bảo vệ thành quả và giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Southampton. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn ở comment bên dưới. Và đừng quên nhấn subscribe để nhận thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.